Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì sau một tuần vắng bóng thì bây giờ mình đã quay trở lại đây. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp những cái ý kiến của anh em là mình làm một cái video. Thì rất nhiều anh em comment trên cái trang Facebook kênh Nông Dân Làm Giàu, cũng như là bình luận ở dưới kênh YouTube của mình về làm sao để mỗi tháng kiếm lãi tầm khoảng 10 triệu đồng về việc nuôi chim bồ câu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ trình bày cái quan điểm của mình về cái câu hỏi này của các bạn. Thì trước tiên thì các bạn có thể thấy là trước mắt các bạn đây là cái dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Thì là cái dòng chim mà nó hot nhất hiện nay nhá. Dòng chim này là siêu đẻ, siêu thịt và siêu lợi nhuận luôn. Thì để đi vào cái vấn đề làm sao để kiếm lãi, thì trước tiên là chim bồ câu nó phải đẻ sai các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là chim bồ câu ở trại của mình rất là chất lượng luôn, con nào con đấy các bạn thấy to không? Đây là chim ra ràng các bạn nhé. Thì những cặp chim này là đã vào đẻ hết rồi các bạn ạ. Ổ nào cũng có những cặp chim bồ câu ra ràng, nhìn rất là đã luôn. Ở dưới thì chim bồ câu ra ràng, ở trên thì bố mẹ đang chuẩn bị đẻ lại, thì rất là chất lượng luôn các bạn ạ. Ở trại mình thì còn đang áp dụng một cái, đó là hai con mái một con trống các bạn. Thì cũng có cái việc làm này thì ghép này thì cũng có một số những cái trại khác họ áp dụng rồi, thì nói chung là năng suất nó đạt vẫn cao. Thì để làm sao để đạt lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng một tháng, thì cái vấn đề trước tiên là các bạn phải có một cái giống chim bồ câu hiệu quả, cũng như là cái số lượng đàn của các bạn phải cũng phải tương đối, thì tầm khoảng 150 đến 200 cặp chim bồ câu. Các bạn có thể thấy này, bây giờ lên một con chim bồ câu Thái cho các bạn xem này, nó đẹp tuyệt vời này các bạn này. Chim bồ câu ta bây giờ là thua. Những anh em nào mà nuôi chim bồ câu ta thì mình nghĩ là các anh em nên từ bỏ đấy, vì nó chất lượng thịt của nó không cao, và những cái hệ thống nhà hàng thì họ cũng kén chọn cái loại chim đó, và hầu như hiện nay là họ chỉ chọn chim bồ câu Titan Thái siêu thịt thôi anh em ạ. Thì trước tiên thì anh em phải có một cái loại giống tốt như thế này, tầm khoảng 150 đến 200 cặp. Thì như mình cũng đã tính rồi, tầm khoảng 100 cặp thì lãi trung bình một tháng thì các anh em lãi tầm khoảng 5 đến 6 triệu. Đó là tiền sau khi mà mình trừ hết tất cả những cái chi phí tiền cám, tiền chăm sóc cũng như là điện nước các bạn ạ. Thì 5 đến 6 triệu một tháng cho 100 cặp. Thì các anh em mà nuôi chim bồ câu thường thường họ nuôi vài trăm cặp anh em ạ. Vài trăm cặp, khoảng 500 cặp. Chứ 100-200 cặp đó là những nào anh em mà không có đi quy kinh tế nhiều thì họ nuôi vậy. Nhưng mà một tháng anh em cũng đảm bảo cho anh em lời khoảng 10 triệu đồng một tháng rồi. Ở những cái vùng quê nông thôn thì 10 triệu đồng một tháng thì rất là cao mọi người ạ. Rất là cao rồi nhé. Trong cái đó nuôi chim bồ câu thì mình tận dụng được cái khoảng thời gian rảnh rất là nhiều. Một ngày mình cho ăn 2 lần thôi. Còn những khoảng thời gian khác thì mình có thể mình đi làm công chuyện khác. Ở trại mình thì có chim bồ câu Titan Thái siêu thịt này. Nhưng nãy là các bạn thấy là chim bồ câu gạo Mỹ đấy. Gạo Mỹ thì cái giá trị kinh tế của nó cao hơn. Con giống nó rất là đắt nên là nhiều người họ không tiếp cận được. Còn chim bồ câu Titan Thái siêu thịt là nó hiệu quả của nó đẻ thì nó ok hơn chim gạo Mỹ. Gạo Mỹ chủ yếu là họ nuôi để lấy thịt nhiều. Gia đình nuôi thì khoảng 5-10 cặp. Còn chim bồ câu Titan Thái thì nuôi số lượng lớn. Thì anh em có thể thấy là ở trại mình nuôi rất quy mô và bài bản anh em ạ. Mình xuất đi liên tục luôn. Những chim cặp chim bồ câu là mình xuất đi liên tục luôn anh em ạ. Nhiều anh em nói là trong cái thời điểm dịch này khó khăn, nhưng mà mình thấy là dịch hay không dịch thì người ta vẫn phải ăn anh em ạ. Anh em có thể khẳng định một điều giống như mình đúng không? Dù có dịch hay không dịch, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì người ta vẫn phải ăn. Cái nhu cầu ăn uống là rất là cao. Thế nên là anh em đừng có sợ là cái việc nuôi chim bồ câu đầu ra. Ở trại mình thì mình luôn nói là bao đầu ra cho anh em luôn mà. Chim bồ câu thì 100 cặp thì hàng tháng thì anh em tốn tầm khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi tiền cám. Nói chung là nguồn thức ăn anh em ạ, nguồn thức ăn cho chim bồ câu. Còn điện nước thì tùy cái anh em tiêu thụ nhiều hay ít. Đấy, nên anh em nào mà muốn phát triển kinh tế thì có thể nói là nuôi chim bồ câu thì rất là hiệu quả. Ở trại mình thì cho bằng máy ấp trứng luôn anh em, sử dụng máy ấp trứng cho chim bồ câu luôn.
đầu tư là mình đầu tư rất là những cái công nghệ hiện đại cho để nuôi chim bồ câu. Và anh em có thể thấy là chim bồ câu anh sạch sạch bách luôn, không có vương vãi. Còn những cái cặp nào mà đang đẻ thì mình cho nó ăn nhiều hơn chút. Đó, anh em có thể thấy này, đang đẻ hết. Chim bồ câu ở trại mình là mình xuất đi liên tục anh em. Ở dưới là anh em thấy trước kia là ở dưới là bồ câu ra ràng, ở trên là chim bồ câu mẹ đang tiếp tục đẻ và ấp tiếp. Rất hiệu quả luôn anh em. Và mình cái việc làm video của mình thì mình cũng hy vọng rằng những cái kinh nghiệm của mình cũng như là những cái mà mình chia sẻ, thì hy vọng là những anh em nào mà muốn nuôi chim bồ câu á thì sẽ có cho mình thêm những cái kiến thức cũng như là những cái góc nhìn nó thú vị hơn về cái việc nuôi chim bồ câu. Cũng có rất nhiều anh em tìm đến mình để mua con giống này anh em ạ. Rất là nhiều luôn. Tại vì anh em công nhận là chim bồ câu ở trại mình nhìn rất là to, rất là đẹp, rất là năng suất. Anh em có thể thấy rất là to luôn. Anh em có thể đi tham khảo của những trại khác và mình tin chắc rằng là những cái ở trại khác họ họ nuôi nó cái quy mô cũng như là cái dòng chim này nó không có thuần chủng cũng như là ít ít nơi mà thuần chủng như ở trại mình lắm. Hệ thống trại mình là cái đơn vị ở khu vực phía Nam này là cung cấp độc quyền cái bồ câu Titan Thái siêu thịt này thôi anh em nhé. Nuôi chim bồ câu thì mình có hay chia sẻ là chim bồ câu nó khác rất nhiều so với việc nuôi những con giống khác. Thứ nhất là nó không có bị bệnh. Anh em nuôi gà thì nó hay bị cúm, nuôi heo thì lại bị dịch, nuôi trâu bò thì lở mồm long móng. Hoặc là những cái đợt mà ở Quảng Ngãi đang có cái đợt dịch nổi cục lên đó thì nó phải tiêu hủy rất là nhiều. Còn chim bồ câu thì không có dịch bệnh gì anh em ạ. Anh em chưa bao giờ nghe là dịch cúm gia cầm hoặc là cúm gì trên con chim bồ câu đúng không? Anh em có thể đi tham khảo rất là nhiều. Nên là cái dòng chim là rất là khỏe anh em ạ. Không có dịch bệnh gì cả. Nên anh em nào mà quyết định nuôi thì có thể tham khảo một số kênh. Và cái kênh của mình thì có thể nói là một cái địa chỉ mình cũng mừng thì rất nhiều anh em tin tưởng mình và tìm đến mình. Và cũng có rất nhiều những anh em mà thành công rồi. Thì ở trại mình là tư vấn cho anh em luôn, tư vấn cách nuôi, chuyển giao kỹ thuật cũng như là hỗ trợ anh em nuôi chim bồ câu. Những cái khó khăn trong cái việc mà chưa hiểu con chim bồ câu thì anh em ở trại mình là sẽ cho anh em những cái thông tin để anh em nuôi làm sao cho nó thành công. Còn ở ở những địa điểm khác thì mình nghĩ rằng họ sẽ không có truyền đạt mà hết cái tâm huyết như là anh em mình thời gian qua đã từng chỉ cho những anh em khác nuôi đâu. Anh em có thể lên kênh của mình và tham khảo thêm. Mình làm rất nhiều rồi. Và mình cũng có, nếu mà để nhắn tin cho mình mà dễ thì ngoài cái số điện thoại mình để ở dưới mỗi cái bình luận á thì mình có cái kênh Facebook anh em mình lập ra. Anh em có thể chat tin nhắn cho mình luôn, và anh em có thể nhắn tin Zalo cho mình này, gọi điện cho mình này. Và bất cứ khi nào mình rảnh thì mình đều phản hồi với anh em. Ở trại mình là nói chung là về cái sự uy tín thì anh em cũng có thể là biết được rồi. Nó quá rõ ràng so với cái thương hiệu mà bao lâu nay mình xây dựng. Và mình cũng hy vọng là những anh em nào mà có đam mê về nuôi chim bồ câu á, thì sẽ tiếp tục ủng hộ những cái video của mình. Có thể là bình luận này rồi đăng ký kênh giúp mình để mình nói chung là mình có thêm những cái động lực để làm cái video để cho anh em xem nó tốt. Thì nhìn chung là cứ khoảng 150 đến 200 cặp thì trung bình một tháng thì anh em sẽ lời được khoảng 10 triệu anh em ạ. 10 triệu là một con số mà đáng mơ ước đối với nhiều người anh em nhé. 10 triệu là ấm túi luôn á. Rồi video hôm nay của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng. Và hy vọng rằng anh em tiếp tục ủng hộ mình nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người.